Rồi, quay lại khu góc nhớ hôm trước em sửa nó cả nhà. À, quay lại cho cả nhà mình xem. Thì khi mà nó đứng tược rồi cả nhà. À, lô này thì em cũng mới tưới 15 năm 20 ha. Nụ bắt đầu lên là tới ngoài này cả nhà. À, nụ lên tới ngoài này. À, nụ nó bắt đầu lớn ha. Thì mình cũng dẫn tưới lô này tại vì khi mà nó đứng tược rồi thì em dẫn tưới ha, tưới mà sâu thì mình sẽ ít xịt thuốc sâu hơn. À, tại vì khi mà mình tưới ở đây thì em sẽ tưới 15 năm 20 cộng dưỡng để thôi, không có mình không có tưới hàm lượng đạm cao. Ví dụ như cả nhà mình không cần tưới phân dơi ngâm nè, hoặc là phân út ngâm nè, hoặc là phân thùng đó, không cần tưới ha. Cái này là mình tưới để cho nó lên nụ thôi, không cần kết hợp những cái loại hữu cơ. Nhiều khi cái hữu cơ cái lượng đạm cao đó cả nhà thì nó sẽ làm xanh lá lại nè, rồi nó đi tược nè, nó dễ nở ha. Nên mình không cần thiết mình tưới những cái hàm lượng đạm cao, thì mình chỉ tưới cái hàm lượng kali cao thôi để cho cái xương nó cứng và cái nụ nó nuôi nụ nó màu lớn hơn ha. Thì mỗi cây mỗi khác biệt với nhau. Với lại những cái cây này là những cái cây mà già mùa, nên khi mà nó đứng tược á, lúc trước thì em thúc cho nó đi tược đều, và khi mình sửa rồi mình không cần tàn nữa, phân tàn nữa đó cả nhà, thì mình sẽ xử lý để cho nó lên nụ ha. Mỗi cách mỗi cây, thì nếu anh em mình nghiên cứu thì nghiên cứu ha, tìm ra thì mình sẽ kết hợp thì mình là xử lý nó đúng cách hơn. Nụ lên, số nụ thì bây giờ nó không còn đi tược nữa, là bắt đầu nuôi nụ nha cả nhà, nó sẽ nuôi nụ đẹp hơn. Số tông cũng lớn. Lô này thì năm nay á nha, năm nay thì ở nhà bán ế quá cả nhà, thì em sẽ mua lô ở Đồng Nai á nha, quảng trường Đồng Nai. Thì khi đó Tết năm nay, nên những anh em nào mà cô chú anh chị em nào gần ở quảng trường Đồng Nai ha, thì cô chú anh chị mình cần cây mai chơi Tết ra ủng hộ vườn nha cả nhà. Thì lô này chắc có lẽ là lên trển em sẽ bán ha, bán chứ không có cho thuê. Thì những cái cây nhỏ mà mình đi chi phí mà để vận chuyển đem về thì rất là nhiều chi phí, nên mình thuê mình chi phí về nó sẽ tốn rất là nhiều ha. Thì em sẽ cho thuê, không cho thuê mà em bán cả nhà. Thì bán để cho cả nhà mình chơi Tết. Và lô này thì nói chung khi mình chơi Tết rồi mình nuôi lại rất là dễ cả nhà. Wow, cái này nụ lên xử lý, mình làm phân lại, mình bỏ lại cái chậu cũ này mình nuôi ha, qua tháng hoặc là mình thay qua cái chậu đẹp mình chơi luôn. Nút nụ cả nhà thấy lên rất là màu ha. Thì hôm trước thì khi sửa thì em có quay cho cả nhà mình, thì hôm nay cũng khoảng mười mấy 20 ngày cả nhà, thì quay lại thì cái dàn nụ nó lên cả nhà thấy nè, lên khá là đều ha, lên màu và đều. Mình nuôi một cây mai mình biết rồi cả nhà, những cái cây nào mà nụ nó lên nhiều hay ít thì mình sẽ đoán ra được. Thì những cây già mùa này khi mà nó không còn đi tược nữa thì trong vòng một tháng mấy cái nụ nó lên rất là to và lớn ha. Và đặc biệt thì cả nhà mình nếu mà chơi bông rồi đó, mình sẽ biết cái cây này nó nở bông đẹp như thế nào. Đây, màu sắc rất là đậm đấy. Em thấy con số bông nè, bông cả nhà thấy không, đậm, màu sắc nó đậm, con số cũng nở cả nhà, tại nở nhưng mà nè, ít lắm ha nha, rất là ít. Thấy nụ vàng ươm hết ha. Cái già mùa thì những cái nụ nó lên nó mà mình giữ được cái lượng nước thích hợp á, là cái nút nụ nó sẽ ngẽ vàng rất là mau ha. Còn những cái cây mà còn sung còn xanh thì cái nụ lúc nào cũng xanh nha cả nhà, nụ nào cũng xanh. Nên thời điểm này thì không cần, để mình chỉ nuôi cái nụ thôi, và cái xương cành nó cứng
thì anh em mình nếu mà để cái cây mai mà nó xanh quá thì nó sẽ không có nở được cái màu sắc đậm đâu ha, không có màu sắc đậm, và với lại thì nó bung sẽ không có đồng loạt. Khi mình lãi lá ra thì nhiều khi những cái chỗ nào mà cây mình xanh sung thì nó còn tùm ha, lá nó không có rớt thưa ra, thì cây mai nó không có đủ nắng. Không đủ nắng thì để nó sẽ dễ bị lãi lá ra, những cái nụ xanh nó sẽ bị dợp lại ha, nó không có bung đồng loạt. Nhiều khi nó bung trước khoảng 30% 40%, rồi một tuần lễ sau nó sẽ bung tiếp ha. Khi nên mà nếu cây mình nó có những cây nó không có bung đều luôn, với lại nó sẽ bị ngậm bị sừng luôn ha, nha ngậm bị sừng luôn. Cũng lâu rồi không quay cái lô gốc nhớ dưới đất cả nha. Nay mình ra mình quay cho cả nhà mình xem ha. Quả cái bông màu sắc nó vàng vàng tươi luôn cả nha, bằng nghệ đó. Lô này mình cũng chưa có chỉnh sửa đâu nha, đang thả ha, chừng cành nè cả nhà thấy. Cái khu tàn lớn, cái lô này hai lô, lô lớn thì năm thứ hai là lên những cái lô này em đã rải phân rồi cả nha, em không còn có tưới ha. Cái củ này khoảng ba mấy nè, củ này khoảng ba mấy, không có còn tưới như lúc trước, mà qua tháng 4, tháng 5 khi nó đi cơ hai rồi thì mình sẽ rải thôi. Thứ nhất là mình rải dưỡng hữu cơ nè, em rải rót hai ha, rót hai. Và kết hợp với lúc đầu thì mình muốn đi tược thì mình sẽ rải 30-10-10 hoặc là 20-10-10. Còn qua tháng 5, tháng 6 thì nhiều khi mình rải hai đợt 30-10-10 thì mình sẽ kết hợp một đợt là mình rải hàm lượng kali cao 3-17 ha. Thì khi những cây dưới đất này mình rải 3-17 là để cho nó nuôi vàng xương, vàng gốc nó lớn nữa cả nhà ha. Tại vì mình chưa chơi bông thì mình sẽ rải 3-17 ha, rải 3-17 để cho nó nuôi nó lớn gốc ha. Nên những anh em mình mới tập chơi mà trồng những cây mai dưới đất này thì từng giai đoạn mình sẽ thích hợp mình rải ha, mình rải như thế nào cho nó phù hợp. Thì có những lúc mình rải phân dơi nè cả nhà, phân dơi đó, phân dơi để có cái hàm lượng đạm giúp cái cây mai mình nó xanh dày hơn đó, bộ rễ nó kìm lại nó xanh lâu hơn ha, xanh lâu hơn. Tại vì không có chơi bông thì mình sẽ giãn ra, nhưng khi mình rải 20 ngày mình sẽ tưới và rải một lần. Còn tinh chậu thì vào những cái tháng mà mình cần thúc cành thì mình sẽ tưới 10 ngày, 8 ngày 10 ngày. Đó là để cho mỗi cái cách nuôi tinh bồn là khác, ở dưới đất là khác ha. Tinh chậu là khác. Nên anh em mình sẽ xử lý sao cho nó thích hợp để cho cây mai mình phát triển tốt ha. Đây, thả nè, nghe thấy nụ ngoài này nó xanh nè, nụ này thì khi mình lẻ lá ra không có bung nó nở đâu cả nha, những cái nụ trong đây còn có thể là nó nở nè, nụ ngoài này không có nở đâu. Chân cành nó lớn nè, xương cành nè cả nhà thấy nè, lớn nó cứng luôn ha. Đây cành nó cũng này lớn nè, cái vành thân cây này cũng được 15 rồi cả nhà. Lô này thì em cũng lâu rồi, khoảng một hai mấy ngày chưa xịt thuốc nè. Thì làm xong rồi mình sẽ xịt, sợ sâu bọng nó sẽ ăn, mình sẽ xịt chặn, lâu lâu mình xịt một lần thôi. Còn nếu mà sâu đen mà nó ăn ở ngoài mình không sợ ha, mình sợ sâu bọng nó ăn vô cái nhánh thôi, những nhánh nó hư thôi. Lúc này nằm tới có thể là nó sẽ đụng tràn ha. Mình sẽ nuôi lâu này khoảng 4 năm mấy mình mới
lên chợ để mình bán ha nha. Còn bây giờ nó cũng nhỏ đây, chưa có tàn lớn, nó đủ lứa thì mình sẽ bán ha. Quái ha nha, cái này quái nè. Cái này trên cành đẹp luôn đó nha, toàn đẹp luôn. Thì nuôi cây mai thì có thể là trên cành là do mình xử lý thôi, mình sửa nhiều thì nó cũng ảnh hưởng nha, cũng là dễ bị suy yếu nhánh. Còn mình phải kéo xương thôi. Có những anh em kết hợp cặm cây để mình dịch xuống thì cho phơm tàn nó đẹp rồi, kéo cho nó đẹp thôi. Nhưng quấn dây thì nhiều khi nó bị dập, nó ảnh hưởng nè. Màu hay nè. Nhiều khi anh em mình mới trồng năm đầu tiên thấy nó không phát, cái anh em mình chán nản ha. Chán nản mình nói sao con nuôi cây mai nó khó quá đó. Nhưng mà khi mà nó bắt đất được rồi thì cây mai mình nó sẽ rất là mau ha. Như thời điểm này là 2 năm, lô này nuôi 2 năm mấy rồi nha, nó đã chịu qua đất rồi thì mình nuôi rất là mau. Cây mai mình nó phát triển và mình rải phân nhiều, càng nhiều thì nó càng đi được nhiều, không ảnh hưởng gì hết ha. Đối với những cái cây mai trên bùn gạch này nó không có bị sốc phân như những cái cây trên chậu đâu cả nhà. Mình cho tăng, ví dụ như đợt này mình rải là 5 kg cho một công ha, 5 kg cho một công thì mình rải 2 đợt giống vậy, thì đợt sau mình có thể tăng lên 1 kg bình thường thôi. Mình tăng lên cả ký lô bình thường rải thì nó sẽ tốn cái hàm là tốn cái phân nhiều hơn so với mình tưới ha. Tưới nhiều khi mình pha thì nó sẽ ít hơn. Còn mình rải đó, rồi mình rải nhiều khi cây này mình rải 1 nắm 2 nắm đi đó, nên sẽ rải nhiều. Và rải đặc biệt là khi mình rải đó cả nhà, thì mình sẽ rải từ trong gốc ra khoảng chừng 3-4 phân nha cả nhà, hoặc là 5 phân, mình rải trong vòng ngoài thôi, đừng có để gần cái gốc quá. Nhiều khi nó nóng đó, nóng nó sẽ gãy lên những cái rễ này, nó nóng thì nó sẽ bị làm hư cái da, những cái củ rễ này nè nó làm hư, nên em mình sẽ gãy vòng vòng ở ngoài thôi. Mình bỏ qua, mình đừng có nghĩ gì hết ha, tới khi mà nó lớn rồi, mức độ nó lớn rồi, cả nhà mình không có ngờ đâu. Lúc trước thì mình trồng cái mai bằng tay cái thôi, nên bằng cái nhánh này ha, bằng cái nhánh này mà thì bằng tay cái em nè đó. Nhưng mà nay cả nhà thấy mình để ngón tay cái vô nó không có xi nhê gì ta ha, thấy là quá trời lớn mau. Và cái củ này khi năm tới nữa nó sẽ thành một khối lớn nữa cả nhà, nó sẽ áp liền lại thì nó thành một khối lớn, nó càng nuôi lâu thì cái củ nó càng lớn. Đối với gốc nhớt mình á, anh em mình được cái là già mùa, và khi mình vấn rễ đẹp đó thì mình nuôi càng lớn nó càng càng đẹp ha cả nhà. Còn anh em mình phải nói chung làm cái nghề gì cũng phải nghiên cứu đó. Có nhiều anh em mình thích quá làm nhưng mà không có chịu nghiên cứu cây mai. Nhiều khi mình tưới nước nữa, nó không có sợ nước, anh em mình tưới suốt luôn, tưới hoài, tưới dư nước đó. Nếu mà đất này ha mà dư, cái nhà thấy nó rất là nhẹp như sình luôn á, làm sao bộ rễ nó phát triển được. Mình tưới ví dụ như mình thấy khô thì mình sẽ tưới ha, và mình thăm chừng, mình xuống thử một là vài phần đất thử coi ở dưới nó có khô hay không, hay là nó còn ướt, thì mình sẽ canh lượng nước lại, thì canh thời gian khoảng 10 ngày nửa tháng, thì khi bộ rễ nó bắt ra càng mạnh thì mình lượng nước mình cũng canh đều với nhau. Thì cây mai nó thích nước nhưng mà nó cũng rất sợ nước như thế nha. Nên khi mà anh em mình nuôi một cái cây mai thì cần những cái chú ý ha. Cái lượng nước thì trước tiên là cái lượng nước và cái chất trồng ban đầu mình trồng nó thích hợp hay không, cái chỗ mình nó cái vùng đất mình có tốt hay không. Nếu không tốt thì mình sẽ rải những hữu cơ để cung cấp dưỡng chất cho cái đất mình nó xốp hơn. Chứ không phải là mình nuôi như cái mai rừng đâu cả nhà. Nhiều khi nói là mua nuôi cái mai rừng cứ trồng bỏ đại đó ha, bỏ đại nữa nó tự lớn, không có đâu. Cây mai mình sẽ nuôi và chăm sóc thì mình phải phân thuốc nó đúng cử, cũng như cây ăn trái cũng vậy. Tới thời điểm mình thúc để làm bông, và khi cái trái rồi mình sẽ tưới ha, tưới cũng như là tưới cái gì thì để nuôi trái cho nó lớn, cũng như thời gian mình làm nụ để mình nuôi nụ nè.
mình sẽ tưới những gì cho cái nụ nó đẹp và nó lớn, và xương cành gốc nó lớn ha. Thì anh em phải nghiên cứu để có thể mình sẽ rút ra những cái kinh nghiệm, có thể mình làm cây mai sẽ đạt hơn. Chân cành các bạn thấy nó cứng, như vậy thì mình sửa không được đó nha. Và khi mình nếu mình cắt đôn ha, cắt đôn ở đây thì nếu anh em mình cắt thứ nhất là trước Tết và thứ hai nữa là sau Tết. Trước Tết thì có thể là anh em mình khi mà cắt xong mình lú tược thì anh em mình sẽ giữ cái xịt thuốc và mình tưới cho nó đúng cách ha. Khi nó ra tược non thì anh em phải xịt thuốc để chặn, nhiều khi sâu rồi bọ trĩ nó ăn nó sẽ hư những cái lá non, nó làm ngẽn trong giai đoạn đầu thì cây mai mình nó vi khuẩn ha. Nên khi anh em mình muốn cắt đôn á, cô chú anh chị mình muốn cắt đôn á, thì mình cắt và mình có thời gian sau khi cắt đôn là mình phải canh đúng thời gian mình xịt thuốc nè, rồi canh đúng thời gian mình tưới phân nè. Tưới phân thì trễ tí cũng không sao, những cây dưới đất thì trễ mà một vài ngày không sao, nhưng mà xịt thuốc ha, xịt thuốc sâu, đặc biệt là thuốc sâu và bọ trĩ, mình trễ một hai ngày là nó ăn hư cái lá mình rồi. Mà giai đoạn đầu tiên ha, khi mà cái tược nó mới lên mà cô chú anh chị mình để nó ăn rồi thì nó ngẵn, nó làm ngẵn thì bộ rễ nó cũng sẽ bị ngẵn lại ha. Đó, thì do vậy thì khi cắt đôn cũng chia sẻ rất là nhiều anh em mình, cô chú cắt đôn thì phải chăm sóc cái giai đoạn đầu để cho nó ra cơ hai mạnh khỏe, nó ra điều. Thì cây mai mình nó có cái dốc để nó phát triển mạnh hơn. Còn nếu mà để nó khựng rồi thì mình nuôi lại ha, mình chăm sóc lại, nhiều khi có những cây mức độ nó sung vừa mà nó sừng lại rồi thì có thể nó bị yếu luôn. Mình tưới khi mà không có lá mà mình tưới lượng nước dư thì khoảng 10 ngày nửa tháng thì cái bộ rễ nó sẽ bị úng ha. Hoặc là cô chú anh chị mình tưới khô thì nó mất nước thì nó cũng không cung cấp được lên thân cây, nó cũng bị suy yếu nữa. Do vậy thì mình sẽ kết hợp và mình xử lý từng giai đoạn cho nó đúng cách ha nha, để cho cây mai của mình nó phát triển đồng đều. Dạ rồi, thì hôm nay cũng quay lại khu vườn cho cả nhà mình xem qua và một số vấn đề để anh em mình có thể là tham khảo khi mà mình nuôi một cây mai chờ Tết nha, hoặc là nuôi một cây mai để mình nuôi lâu dài thì nó sẽ có những cái cách khác nhau. Dạ rồi, em xin kết thúc tạm video tại đây, thì chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, em xin mến chào ạ.